Và lời khuyên Trang dành cho bạn lúc này á là tâm trạng của mình thì không đặt lên miệng ai. Xin chào tất cả các skincare lover đã đến với Trang Skincare. Và lời đầu tiên thì cho Trang cảm ơn mọi người rất rất là nhiều, bởi vì mọi người đã ủng hộ cái vlog đầu tiên của Trang. Thực sự là nó ngoài sự mong đợi của Trang luôn á. Và Trang sẽ để cái link vlog thứ nhất ở phía dưới. Nếu như bạn muốn điều trị mụn một cách nghiêm túc cho nó hết triệt để và lấy lại sự tự tin của làn da thì hãy xem nó nhé. Khi mà chuẩn bị nội dung cho cái vlog thứ hai thì Trang nghĩ rằng là Trang sẽ lại tiếp tục làm một cái vlog về kiến thức, bởi vì Trang muốn cung cấp cho mọi người thật là nhiều thông tin khoa học cho cái quá trình điều trị mụn. Nhưng mà lúc đấy thì Trang lục lại cái ký ức mà khi mà Trang bị mụn á, thì Trang thấy rằng tâm bệnh chính là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải giải quyết. Vì vậy chủ đề của vlog thứ hai không gì khác chính là làm sao để mà bạn vẫn tự tin và vui vẻ khi bị mụn. Và để bạn cảm nhận được rằng Trang không phải là một cô gái có nước da đẹp sẵn lên đây chém gió với mọi người về lý thuyết trị mụn, thì Trang nghĩ rằng là Trang có một cái hình ảnh thay lời muốn nói. Chắc là chúng ta cũng đã cảm nhận được cái tâm hồn đầy tổn thương của nhau rồi đúng không? Vì vậy hãy bắt đầu nhá. À, nhưng mà cho Trang xin đính chính một chút là cái vlog này á, Trang không dùng để kể khổ với bạn về mụn đâu, mà Trang cũng không dùng nó để động viên bạn bằng những cái câu từ sướt mướt cảm động nữa. Trang ngồi đây là để làm một cái chuyện thực tế hơn, là vạch ra cho bạn một cái chiến lược làm sao mà để tâm hồn của mình luôn được vui vẻ trong suốt cái quá trình bị mụn. Và Trang cũng đã áp dụng cái chiến lược đó cho cái quá trình điều trị mụn của Trang. Trang thấy là nó không chỉ giúp cho Trang cải thiện cái tinh thần của mình đâu, mà tình trạng mụn nó cũng được cải thiện theo nữa. Trước khi mà Trang vạch ra cho bạn chiến lược thì chúng ta cam kết với nhau nhé, là bạn sẽ thực hiện nó thật là nghiêm túc để đạt được hiệu quả tối ưu. Trong chiến lược này thì sẽ có 3 luận điểm chính dựa vào 3 giác quan quan trọng của chúng ta là thị giác, thính giác và xúc giác. 3 điểm này thì lại dựa vào một cái big idea lớn, đó là vui. Thường á, thì bạn nghĩ rằng là hết mụn thì bạn sẽ vui đúng không? Nhưng mà sự thật á, thì hoàn toàn ngược lại. Bạn vui thì bạn sẽ hết mụn. Và Trang ở đây để làm cho bạn vui. Bước 1. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Ngày trước Trang áp dụng đúng y như vậy. Nghĩa là chúng ta sẽ chỉ cho phép bản thân mình một ngày được soi gương 1 đến 2 lần thôi, rồi tìm ra cho mình một cái điểm mạnh của bản thân, sau đó thì tự kỷ ám thị về nó. Bởi vì về mặt tâm lý học á, thì từ thời tổ tiên của chúng ta đã luôn tập trung vào nguy cơ rồi. Họ sợ bị thú dữ ăn thịt hoặc là các cái bộ lạc khác tấn công. Và thật không may là cái mã gen đó theo chúng ta cho đến tận ngày hôm nay. Nên mà khi mà chúng ta bị mụn thì chắc chắn là chúng ta sẽ tập trung vào nguy cơ, sợ bị người khác nhìn thấy, sợ bị soi mói, chê bai. Và từ đó thì dẫn đến việc là chúng ta không thể tự tin được. Vậy giải pháp ở đây là gì? Chắc chắn là phải tìm một cái điểm mạnh, lấp đầy cái điểm yếu đó để giảm bớt cái nguy cơ mà chúng ta có thể thấy. Ví dụ nhé, bây giờ trên mặt bạn có rất là nhiều mụn, nhưng mà bạn cũng biết là mình có một nụ cười tỏa nắng. Thì thay vì tập trung vào những cái nốt mụn đó thì bạn hãy tập trung vào nụ cười của bạn. Buổi sáng á, khi mà bạn ngủ dậy bạn nhìn vào gương thì hãy nói bản thân mình như thế này nè: mình thật là ghen tị với bố mẹ mình, sao có thể đẻ một đứa con tuyệt vời như mình được chứ, cười quá đẹp đó. Và bạn hãy tự cho mình một cái nụ cười thật là thoải mái như vậy, và tinh thần của bạn chắc chắn là sẽ tốt lên rất là nhiều. Cứ ngày qua ngày bạn làm như vậy á, thì nó sẽ hình thành một cái thói quen và một cái niềm tin mới vào bản thân của mình. Và Trang chắc chắn rằng khi mà tinh thần của bạn tốt lên á, thì làn da của bạn cũng tốt lên rất là nhiều. Bạn tin Trang đi, không một loại mỹ phẩm hay là một loại thực phẩm nào mà tốt bằng một tinh thần lạc quan hết á. Bước 2 là tay không chạm thì tim sẽ không đau. Bởi vì chắc chắn là khi mà bạn nhìn gương á, thì 90% là bạn sẽ mó máy tay chân, và xong rồi là bắt đầu sờ tay lên mặt, cảm nhận những cái ngọn đồi nhấp nhô trên mặt của mình. Và chắc chắn A few moments later. Chính vì lý do đó mà khi chạm tay lên mặt thì bạn hãy tự niệm câu thần chú: không muốn nát mặt thì chớ đặt tay lên, không muốn nát mặt thì chớ đặt tay lên. Bạn hãy niệm như vậy để làm cho tâm của mình được tĩnh và không tái máy nặn nát cái mặt của mình. Trời có thể bất công với chúng ta ở một điểm nào đó, nhưng mà chắc chắn là về thời gian thì chúng ta có ngang bằng nhau. Vì vậy hãy sử dụng thời gian một cách ý nghĩa, thay vì bạn sử dụng tay của mình làm tổn hại đến nhan sắc và chặn giận những con mụn, thì hãy dùng chính bàn tay đó vào những cái bộ môn thể dục thể thao tốt, ví dụ như là gym hay là yoga hay là thiền. Những bộ môn thể thao thì đều giúp cho chúng ta có được một cái tinh thần tốt lên, quá trình trao đổi chất trong cơ thể cũng được diễn ra một cách suôn sẻ, và đương nhiên là nó sẽ giúp cải thiện làn da của bạn nữa. Thứ ba, tai không nghe thì tim sẽ không đau lòng.
Bởi vì chắc chắn trong quá trình mà bị mụn á thì chúng ta sẽ nghe rất là nhiều câu nói khiến chúng ta tổn thương vô cùng. Nó có thể đến từ người lạ nhưng mà cũng có thể đến từ chính những người thân quen của chúng ta. Và lời khuyên Tranh dành cho bạn lúc này á, tâm trạng của mình thì không đặt lên miệng ai. Nhưng mà nếu như bạn đã lỡ đặt lên rồi á, thì cách giải quyết sẽ là bạn không muốn nghe những thứ bạn không muốn nghe thì hãy tìm những thứ mà bạn muốn nghe. Thay vì bạn ngồi đó để nghe hay là tiếp xúc với những người chê bai mình thì có thể dành thời gian đó lên YouTube hoặc là web tìm những cái thứ bổ ích cho bản thân và giúp cho tinh thần của bạn tốt lên. Ví dụ như bạn có thể search là cách làm bản thân tự tin hơn, cách làm cho bản thân vui vẻ hơn, hay thậm chí là cách làm thế nào để bớt khẩu nghiệp hơn. Tất cả mọi thứ, cái gì cũng được, miễn sao là nó giúp cho tâm trạng của bạn được thoải mái hơn. Vì chúng ta tư duy bằng ngôn ngữ, và nếu như chúng ta được nghe, được đọc những cái từ ngữ mà nó tích cực thì bộ từ điển trong đầu của chúng ta nó cũng sẽ được set up lại, được fresh lại. Và lúc mà bạn cần tư duy á, thì cái bộ từ điển đó nó sẽ phát huy tác dụng. Thay vì là một bộ từ điển tiêu cực với những lời chê thì bạn đang có một từ điển với những cái lời động viên, những cái lời tích cực, thì nó cũng sẽ giúp cho tâm trạng của bạn tốt lên rất là nhiều. Và Trang cũng khuyên rằng bạn nên tránh xa những người tiêu cực hay là hay than vãn. Bởi vì như vậy bạn không chỉ là phải chịu đựng cái nỗi buồn của bạn mà còn phải chịu thêm nỗi buồn của người ta nữa. Không nên trong lúc này đâu. Vậy là chúng ta đã đi qua 3 bước của chiến lược làm thế nào để vui vẻ và lạc quan trong suốt cái quá trình điều trị mụn của mình. Trang biết rằng không phải nói thì bạn sẽ thay đổi tâm trạng ngay được đâu. Nhưng mà ít ra là bạn hãy thử cách mà Trang chia sẻ xem sao. Bạn biết không, bạn không thể thay đổi được cách nhìn hay là lời nói của người khác. Nhưng mà điều chắc chắn bạn có thể làm được chính là lựa chọn cái cảm xúc của bản thân để đối diện với chuyện đó. Và Trang hy vọng bạn sẽ chọn cách vui vẻ nhất, cách lạc quan nhất để đối diện với tất cả mọi chuyện. Trang ở đây á, để nói với các bạn cái điều mà lúc Trang bị mụn không ai nói với Trang hết. Trang hy vọng rằng là nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn và giúp bạn điều trị mụn thành công. Cuối cùng thì Trang chúc các bạn luôn xinh đẹp và yêu đời. Hẹn gặp các bạn lại trong vlog lần sau nha. Bye bye.